Minh được Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ thang đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác về năm dấu hiệu sắp trúng số giúp tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, gánh lộc về nhà, đón vận may liên tiếp, đổi đời giàu nhanh chóng mặt, cuối năm ăn Tết cực to. Kính thưa quý cô bác anh chị và đặc biệt là quý mệnh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984 thân mến, cuộc sống là một cuộc hành trình khám phá đầy màu sắc và thử thách. Trên con đường đầy gian nan ấy, chúng ta sẽ gặp những cơn bão, những con đường gập ghềnh và những khúc quanh co khúc khuỷu. Nhưng chính trong những thử thách ấy, chúng ta cũng sẽ tìm thấy cơ hội và sức mạnh bất ngờ. Đôi khi những biến đổi và khó khăn chính là những cơ hội để ta mạnh mẽ hơn, tỏa sáng hơn. Giàu sang mà dễ, đời đã không ai nghèo khổ, hạnh phúc mà dễ, cuộc sống ai muốn đơn độc một mình. Chính vì sự chiến thắng nó không dễ có được, nên việc phải trả một cái giá tương xứng trong khả năng của bản thân cũng là điều dễ hiểu. Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng quý cô bác anh chị sẽ thắng trong cuộc chiến của riêng mình, cuộc chiến mà không ai biết ngoài cô bác anh chị, dù cô bác anh chị là ai cũng mong chiến thắng. Và trong lá số tử vi ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ tới quý cô bác anh chị về tử vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, về dấu hiệu nhận biết bạn được trời thương Phật độ, vượt qua khổ ải, trúng số phát tài, đổi đời giàu to, cuối năm ăn Tết linh đình. Vậy xin mời quý cô bác anh chị hãy cùng chú ý theo dõi và chiêm nghiệm nhé. Quý vị thân mến, chuột là con giáp đứng đầu trong 12 con giáp phương Đông, và Giáp Tý là con giáp đứng đầu hàng can vừa đứng đầu hàng chi. Tính tình cứng cỏi, nhiều tự hào khinh thế, Giáp Tý là mẫu người hoạt bát, lanh lợi, túc trí đa mưu. Cầm tinh con chuột, Giáp Tý thông minh hơn người, dù trong bất cứ lĩnh vực nào. Giáp Tý từ thời trẻ cũng đã vượt trội bạn hữu đồng trang lứa. Cuộc sống của Giáp Tý nam mệnh ngay từ nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chính vì thế, khi lớn lên, họ đã ý thức được ước mơ, hoài bão và những dự định trong cuộc đời mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng người này chưa bao giờ chán nản và bỏ cuộc. Họ xem gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vươn tới thành công. Tuy nhiên, vận may lại không mỉm cười với Giáp Tý. Bởi vậy, phải ngoài 40 tuổi, người này mới xây dựng được sự nghiệp vững chắc và ổn định. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, lạc quan phơi phới và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Nữ mệnh Giáp Tý là người tài giỏi, có năng lực. Trong suốt cuộc đời họ gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống và con đường sự nghiệp của nữ Giáp Tý trải qua nhiều thăng trầm và vất vả, nhưng thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường. Trong tình cảm, họ là người phụ nữ rất may mắn, hôn nhân hạnh phúc, chuyện tình cảm rất thuận lợi. Sau kết hôn có vận tài lộc, về già được hưởng phúc con cái. Phụ nữ Giáp Tý số có tiền tài, cuộc đời gặp nhiều vận may, sự nghiệp tuy vất vả nhưng lại thành công lớn. Càng trưởng thành thì đường công danh càng sáng tỏ, rộng mở, có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, thành công thường chỉ đến trong phút chốc, mà chưa duy trì được lâu thì lại có khó khăn khác ập đến. Trong cuộc đời, ngoài 40 tuổi thì Giáp Tý mới gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân mình. Có khó khăn sẽ gặp quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Giáp Tý rất giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng lại không biết chi tiêu hợp lý. Bởi vậy, đôi khi rơi vào cảnh thiếu thốn, phải đi vay mượn. Nhìn chung, công danh và sự nghiệp trong cuộc đời của nam mệnh Giáp Tý ban đầu có nhiều thăng trầm, về sau mới có thể phát triển ổn định.
gia đạo ấm êm, có nhiều truyền thống tốt đẹp để lại cho con cháu. Tuy nhiên, có đôi lúc gia đình xảy ra mâu thuẫn, căng thẳng, cần phải biết cách dĩ hòa vi quý, hòa hợp, giữ gìn những mối quan hệ thân thiết trong gia đình. Giáp Tý nói chung, trong năm 2023 Quý Mão thì bạn phạm phải cục diện Tý Mão tứ hành xung, cho nên vận trình cả năm có nhiều chông gai và thử thách. Giáp Tý 1984 vì thế cũng chịu ảnh hưởng bởi vận khí chung, mặc dù gặp nhiều điều thuận lợi đó, nhưng áp lực trong năm cũng rất cao. Tuy nhiên, từ nay cho đến Tết Nguyên Đán 2024 âm lịch, được trời Phật độ mệnh, Giáp Tý sẽ gặp may mắn, với vận khí hanh thông, hứa hẹn đón nhiều điều tốt đẹp. Bất ngờ thời gian này nhất cử nhất động của Giáp Tý đều chịu sức chi phối mạnh mẽ của cục diện lục hợp cát lành, vận trình vì thế chuyển biến theo hướng tích cực. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội, đảm bảo sẽ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, nhất là ở hai phương diện, sự nghiệp, tài lộc đều có. Có điều, sức khỏe của mệnh chủ không được lý tưởng, có thể phải tốn kém khá nhiều tiền bạc cho phương diện này, điều này cũng gây bất lợi cho cầu tự. Và sau đây sẽ là cụ thể từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, từ giờ cho đến Tết 2024 âm lịch như sau. Đầu tiên là về phương diện sự nghiệp. Từ nay cho đến Tết 2024 âm lịch của Giáp Tý, vì được lực hợp quý nhân tương trợ, chính vì thế chuyện làm ăn sự nghiệp của Giáp Tý nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Thêm nữa, Giáp Tý có được chính ấn và chính quan tương hỗ, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn. Công việc không ngừng thăng tiến, có thể cất nhắc vị trí lên làm quản lý lãnh đạo, ví như một tay cầm con dấu, một tay lĩnh chức quan của thời xưa. Ngoài ra, thời điểm cuối năm, Giáp Tý được Thái Dương các tinh trợ mệnh, rất tốt cho sự nghiệp, cho nên con đường thăng tiến sau này tốt cho nam mệnh hơn. Nữ mệnh được sao Thái Dương chiếu mệnh, còn tạo động lực cho mệnh chủ nỗ lực không ngừng, điều này cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng, thôi thúc mệnh chủ hành động không ngừng, để đạt mục tiêu đã đề ra. Theo đó, trong thời gian này, những chú chuột tha hồ tỏa sáng thể hiện tài năng, cũng như khẳng định cá tính, cái tôi, bản lĩnh và tài năng của mình. Tuy nhiên, Giáp Tý cũng hết sức lưu ý, hành xử cần khiêm tốn nhé, tránh khoe khoang, tự tin thái quá, kẻo rước họa tiểu nhân, thị phi bủa dây. Chính điều này sẽ là rào cản khiến cho con đường thăng tiến gặp trở ngại, tốn thêm nhiều công sức và hao thêm nhiều tiền của đó. Về phương diện tài lộc, Giáp Tý đã có số tài dượng, và lại thêm Giáp Tý thủy chiêu tài tốt trong năm, cuộc sống sẽ xuất hiện vô số những cơ hội để phát tài bất ngờ. Bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rõ điều này. Từ nay cho đến Tết 2024 âm lịch, Giáp Tý lâm phục diện lục hợp cát hòa, công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy được tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc sẽ không lo thiếu tiền xài. Bạn có muốn hoành tài bất ngờ thì có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới, như là đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt nhé. Có như thế thì mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ giờ cho đến Tết 2024, mệnh chủ nên lấy chính tài làm chủ, tập trung phát triển cho công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian thì dồn công sức thành một việc, thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn một năm có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng Giáp Tý nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu. Phải hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm bạn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn về áp lực tài chính, cả khách quan và chủ quan, tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn. Trong gian khó, bạn lúc này vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Về phương diện tình cảm, gia đạo, xem luận giải tử vi Giáp Tý cho thấy, từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2024, ấn tinh xuất hiện giúp Giáp Tý có vận quý nhân là nữ giới trợ lực, ví dụ là mai mối giới thiệu đối tượng hay trưởng bối sẽ xe duyên, lại thêm lục hợp các tinh chiếu mệnh. Chuyện tình cảm tuổi Giáp Tý thuận lợi hơn so với hồi đầu năm. Ở phương diện này, theo đó mệnh chủ đón không ít hỷ sự trong năm. Về phương diện sức khỏe, dưới sự hỗ trợ của cục diện lục hợp thái tuế,
Chính vì thế phương diện khỏe của Giáp Tý trong những tháng cuối năm gần Tết không có quá nhiều biến động. Nhìn chung, mệnh chủ không mắc trọng bệnh, dễ gặp dữ quá lành. Có điều, nhiều thời điểm có bệnh phù hung tinh tác động, khiến cho sức khỏe suy giảm, có thể bạn sẽ bị đổ bệnh. Dù không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng cũng phải gây không ít rắc rối cho cuộc sống và vấn đề tài chính, theo đó trong cuộc sống hay lao động. Tuổi Giáp Tý cần phải nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn là chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan, có như vậy thì mới tránh được nguy hiểm bất ngờ. Và tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi tháng, cũng như cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho Giáp Tý, sinh năm 1984 như sau. Đầu tiên sẽ là luận giải tử vi tháng 11 âm lịch 2023 của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Tháng 11 âm này, Giáp Tý hoàn toàn có thể sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp đến với sự nghiệp của mình. Tất nhiên, để mọi việc có thể tiến triển suôn sẻ, thì sự cố gắng nỗ lực của chính mình là không thể thiếu. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp, chính vì thế Giáp Tý dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ bạn và chỉ cho bạn một hướng đi, giúp cho bạn khắc phục những khó khăn còn tồn tại trước đó. Thời điểm này, bạn nên cởi mở với mọi người xung quanh, rất có thể bạn sẽ làm quen được với quý nhân. Đối phương sẽ thường xuyên đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích, có thể áp dụng vào công việc hoặc là các kế hoạch trong tương lai. Người đi theo con đường học tập, thi cử cũng thường đạt được kết quả tốt trong thời điểm này. Bạn tập trung cố gắng, lại thêm đầu óc minh mẫn, không khó khăn nào có thể cản bước. Chính vì thế, bạn có thể gặt hái được thành tích mà mình đã đặt ra. Tuy nhiên, mộc dục lại cho thấy một số người rơi vào cảnh cả thèm chống chán, việc gì cũng muốn làm nhưng lại để bỏ dở giữa chừng. Bạn nên hiểu rằng việc cứ tiếp tục thế này thì dù bạn làm việc gì cũng sẽ dang dở, không đạt được thành tích tốt mà lại thường xuyên gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Nếu không xác định được định hướng cho mình, bạn cũng có thể hỏi ý kiến của người giàu kinh nghiệm. Xem tử vi Giáp Tý tháng 11 âm lịch thấy rằng phương diện tài lộc của Giáp Tý sẽ có những bước tiến triển khá khả quan trong thời điểm này. Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, bạn thường lập ra những kế hoạch khả thi, có thể lập tức bắt tay vào hiện thực. Dưới tác động của tam hợp, các mối quan hệ của bạn với khách hàng, đối tác tiến triển tốt, bạn sẽ nhận được các đơn hàng hoặc là hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn cũng đến từ các nguồn tiền lương, tiền thưởng nóng. Do đạt được thành tích cao trong công việc, đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tháng 11 này, mệnh chủ có thể tốn thêm một khoản tiền vào các vấn đề liên quan đến ăn mặc, chân diện, đặc biệt là đối với nữ giới, bạn dần quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và có xu hướng mua sắm khá thoải mái, nhưng cũng nhờ vậy, bạn xây dựng được thêm các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc và tình duyên. Tuy mọi việc tiến triển khá thuận lợi, song ngũ quỷ hung tinh có xuất hiện, nên bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư kinh doanh. Có thể đối phương sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn, khiến cho bạn lâm vào rắc rối. Về tình duyên của Giáp Tý trong tháng 11 âm lịch này, có hung có cát, đòi hỏi bạn phải thực tỉnh táo trong suy nghĩ và cách hành xử rồi quyết định. Chuyện tình cảm, nếu theo cảm xúc nhất thời, thì bạn sẽ phải chịu tổn thương trong tương lai. Với tác động của tam hợp và nguyệt lệnh lâm mộc, thì sự mới mẻ, bề ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở, chính vì thế bạn dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Đây là dấu hiệu khá tích cực với người độc thân, nhưng nếu bạn đã lập gia đình, thì đây lại là khởi nguồn của nhiều rắc rối khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người. Với những ai còn độc thân thì có thể xem xét giữ quan hệ bạn với đối phương trước, không nên quá vội vàng tiến những bước xa hơn. Hãy tiếp tục trò chuyện với đối phương trước, đến khi hai người hiểu rõ hơn về nhau nhé, rồi đưa ra quyết định cũng không muộn. Người đã lập gia đình cần phải giữ khoảng cách thích hợp với người khác giới để tránh những điều tiếng không hay, những lời bàn ra tán vào. Dù có phải là thật hay không thì cũng dễ gây ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình của bạn. Tốt nhất là làm việc gì thì cũng nên suy nghĩ cho người thân, tránh buông thả theo cảm xúc nhất thời. Vợ chồng thì nên tôn trọng và hiểu nhau hơn, đừng quá đề cao cái tôi cá nhân của mình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra,
hai người hãy bình tĩnh trao đổi mọi chuyện thì mới có thể giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng được. Nhìn chung, tình hình sức khỏe của Giáp Tý khá ổn định, bạn không mắc phải những căn bệnh quá nặng và có chăng cũng chỉ là những bệnh vặt vãnh do thay đổi thời tiết. Lại thêm việc khoảng thời gian này, bạn lúc này cần chú ý đến giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao thì cơ thể của bạn sẽ có những dấu hiệu khỏe lên trông thấy. Thậm chí, người bệnh nặng cũng có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, người trẻ tuổi nên hạn chế tụ tập liên quan với bạn bè, đồng nghiệp hoặc thường xuyên gọi đồ ăn ở ngoài. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên ở nhà với gia đình nhiều hơn, sinh hoạt điều độ, nấu những món ăn có lợi cho sức khỏe. Cẩm nang dượng vận, quý nhân là Thân và Sửu, tiểu nhân là Mùi và Dậu, màu sắc may mắn là đen và trắng, con số phát lộc là số 67 và số 93. Tiếp theo là luận giải tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024. Vận trình công việc của Giáp Tý rất thuận lợi khi mà có sự nâng đỡ từ quý nhân, nhưng lúc này Giáp Tý hãy thực hiện những dự định mà bạn đang ấp ủ và đừng ngại hay là trì hoãn để rồi đánh mất đi cơ hội của mình. Bạn phải chấp nhận rằng sẽ có những khó khăn ban đầu và việc bạn để xảy ra sai sót là điều dễ hiểu. Thế nhưng, bạn có thể được chỉ dẫn. Bạn hãy lắng nghe và điều chỉnh cho phù hợp. Thái độ của bạn sẽ đóng góp một phần quan trọng hơn cả năng lực của bạn vào thời điểm này đấy. Chính vì thế, trong bất cứ việc gì thì cũng phải khiêm tốn, tránh tỏ ra là mình hiểu, biết không chịu lắng nghe, hãy biết rút kinh nghiệm từ những gì mà mình đã làm. Vì đó là điều bạn nhận về. Một khoảng thời gian va chạm với cuộc sống thì không có gì phải xấu hổ khi bạn có sai sót cả. Điều quan trọng là bạn vẫn học được gì từ những việc đó. Vận trình tài lộc của Giáp Tý lúc này khởi sắc hơn trước rất nhiều. So với những việc thì mọi thứ chỉnh chu và đúng kế hoạch hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên duy trì thái độ tốt, chớ nên chủ quan, lơ là, bỏ qua chi tiết đấy nhé. Người làm kinh doanh, đầu tư nếu biết tận dụng kẽ hở để gia tăng doanh thu, lợi nhuận trong thời gian ngắn, tuy nhiên ảnh hưởng của tiểu hao sẽ không nhỏ đến bạn và tiêu tốn kha khá cho những chi phí cơ bản. Bạn có biết mình thuộc con giáp dễ bị tác động xấu của môi trường xung quanh nhất không? Nếu bạn đang muốn đầu tư thì thời điểm này khá thích hợp để bạn cân nhắc những khoản có lãi với thông tin rõ ràng, minh bạch nhất có thể nhé. Tuy nhiên, không hề tốt cho người có ý định đầu tư lướt sóng đâu nhé. Một số người còn có thể tiết kiệm một khoản khá trong tháng này để dành dụng cho những việc quan trọng về sau. Lưu ý, bạn cũng nên có quy định cho bản thân, đó là không nên sử dụng chúng trong bất cứ hoàn cảnh nào, để tránh việc bộc phát, mua sắm tùy hứng và bạn lại cảm thấy hối hận vì hành động này. Về chuyện tình cảm, sẽ có những sự cố trong chuyện tình cảm, chính vì thế đòi hỏi khả năng ứng biến tốt của bạn. Tuy nhiên, bạn không nên nói dối quá nhiều, để sự việc đi quá xa thì sẽ chẳng thể chỉnh sửa lại được hết các thông tin mà mình đã nói ra. Ngoài ra, thay vì vội vã đưa ra những kết luận tiêu cực ngay trước mặt đối phương thì bạn nên nhẹ nhàng chia sẻ cảm nhận của mình về thứ đang khiến cho bạn khó chịu nhé. Điều quan trọng là thời điểm thích hợp, nên bạn cần lựa chọn thời gian khi mà người ấy muốn lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ bạn. Con giáp này nhất định không được thái độ chỉ trích, nên bao dung và hiểu rằng tất cả chúng ta đều là con người, vì thế không thể nào mà né tránh chuyện phạm lỗi. Có những sai sót do cố ý, nhưng cũng có những lỗi nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu bạn thể hiện với người ấy về sự thấu hiểu thì họ sẽ rất ghi nhận và trân trọng bạn đấy. Khi nhìn thấy nhiều điểm tốt ở bạn, họ sẽ càng thêm yêu bạn hơn nữa. Bát Bạch gặp Ngũ Hoàng, điều này nhắc nhở bạn chớ nên chủ quan về phương diện sức khỏe. Thời gian này bạn dễ bị bệnh nhẹ, các bệnh có thể thường gặp như đau bao tử, đường ruột hoặc là ngộ độc thực phẩm, thức ăn. Để đảm bảo vấn đề ăn uống hợp vệ sinh thì ngay từ khâu chế biến và lựa chọn, chúng ta nên chọn những nguyên vật liệu tươi sạch đến từ những cửa hàng có uy tín nhé, hoặc là cho chúng ta thấy được nguồn gốc rõ ràng. Một khẩu phần ăn lành mạnh, chứa chất rau củ và trái cây, các thực phẩm khác từ nguồn thực vật cũng như là ngũ cốc nguyên hạt và đậu cũng giúp rất tốt cho cơ thể của bạn. Chăm sóc sức khỏe bằng cách tránh xa các loại thức ăn nhanh hoặc là thức ăn có nhiều dầu mỡ, vì lượng đạm và lượng chứa trong các loại thực phẩm này tăng nguy cơ béo phì và gây nên bệnh ung thư đó. Cẩm nang dượng vận, quý nhân là Tuổi Thìn và Tuổi Dần, tiểu nhân là Mùi và Ngọ, màu sắc may mắn là tím và vàng,
Con số phát lộc là số 57 và số 89. Quý cô bác anh chị thân mến, Phật duyên là một loại tâm cảnh bình hòa, giúp con người ta được hạnh phúc và an nhiên trong cuộc sống. Khi được căn lành và thần Phật độ trì che chở thì sẽ vượt qua được mọi cám dỗ và khổ đau, để trong lòng luôn hạnh phúc, an yên và bớt âu lo phiền muộn. Và sau đây là một vài dấu hiệu chứng minh bạn là người có căn lành được Phật che chở độ trì. Vậy hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi hết video để nhận phúc báo quý cô bác anh chị nhé. Thưa cô bác anh chị, trong đạo Phật thì chúng sinh ai cũng có Phật tính, nghĩa là trong mỗi người đều có một liên hệ tâm linh với Phật. Phật tính là bản chất vốn có của chúng sinh, nó không tự sinh ra và cũng không mất đi, chỉ có thể bị che mờ bởi dục vọng, si mê và thù hận. Người ta tìm đến cửa Phật để thân vững tâm an, thế nhưng ai cũng là người có căn duyên với Phật, con người được ví như ngọc trong đá. Nếu không mài thì không thể phát sáng được. Một người có thể tự tôi luyện bản thân để ngày nào đó có thể phát sáng như những viên ngọc quý. Nếu bạn tự rèn luyện bản thân thì có nghĩa là tự giao duyên với Phật, là người có Phật duyên. Dưới đây là những dấu hiệu bạn là người có duyên được Phật che chở và phù hộ. 1. Người có búi tóc dày và lớn. Trong nhân tướng học, tâm và tướng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chính vì thế, khi xem tướng, người có căn tu, người có số đi tu, thì tâm kinh sẽ ảnh hưởng tới tóc tâm, và tóc có mối quan hệ tương hỗ nhau. Niềm tin của Đức Phật khác với người thường, nên tạo hình tóc cũng khác, đó là hình xoắn ốc. Chính vì thế người có búi tóc dày lớn và mềm mại thì tính tình hiền hòa, biết nghe kinh giảng đạo và có Phật duyên. 2. Người có vết gạch ở giữa trán. Người có duyên với cửa Phật thường sở hữu ấn trục đường cao và dựng thẳng lên người này, phù hợp có chuyện tu hành mà hai chân mày to hoặc ấn đường to hơn người. Thường có dịp tới chốn cửa Phật, to hơn bản thân, với mối thâm giao rất lớn nhà Phật. Người có ấn trục đường cao thường không màng tới danh lợi như người khác, lòng luôn muốn tĩnh tâm. Bên cạnh đó, khi xem tướng người có căn tu Phật, nếu có nốt ruồi giữa trán thì thời trẻ thường mang tinh thần quá bi quan, hay suy sụp vì chuyện trong gia đình bất ổn, công việc nghề nghiệp thất bại, tình cảm không thành, cho nên có xu hướng tìm tới chốn cửa chùa để nương náu tìm nơi tĩnh tâm. 3. Người có ấn đường cao, nổi rõ và nốt ruồi giữa trán. Khi xem tướng người có căn tu, thường có một nếp nhăn giữa trán chạy dọc từ trên xuống giống như một cái khay. Nếu khe này rõ rệt thì đó chính là khai thiên nhãn. Với người có vết gạch kéo dài xuống giữa ấn đường thì có một chút căn khí, rồi người có đường trí óc cong xuống. Đây là người sở hữu tuyến đường trí não dài, lại cong xuống thì thời trẻ rất có hứng thú với chuyện tu hành và phân tích tôn giáo. Mà người này lại sớm gặp những chuyện không như ý, tuy tinh thần suy sụp, người này thường mang số cảm bi quan, nên sẽ tìm đến chốn cửa chùa để nương náu tĩnh tâm. 4. Người luôn có lòng biết ơn sâu sắc. Đôi khi bạn biết ơn việc người khác đã làm cho bạn, nhưng bạn lại không nói lời cảm ơn, vì cho rằng như vậy là khách sáo, đặc biệt là đối với người thân của bạn. Cứ như vậy, bạn sẽ cảm thấy mọi việc họ làm cho bạn là đương nhiên. Tuy nhiên, bạn đang đánh mất cơ hội làm cho bản thân và gia đình hạnh phúc hơn ấy. Và khi bạn nhận được sự giúp đỡ của ai, bạn cảm ơn là bạn đã ghi nhận tấm lòng của họ. Cả bạn và họ đều cảm thấy hài lòng hơn, hạnh phúc hơn. Người được cảm ơn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, và họ sẽ giúp cho bạn nhiều hơn. Còn bản thân bạn thì trân trọng sự giúp đỡ của mọi người hơn. Bạn cũng sẽ ghi nhận và báo đáp lại họ. Sự tốt bụng của bạn sẽ được nuôi dưỡng ngày càng lớn, và bạn sẽ có thói quen giúp đỡ mọi người xung quanh nhiều hơn. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.